Đến với chúng tôi thì Hoàng Bình mong muốn là giảm hô và giảm độ chìa của răng. Các bạn có thể quan sát trên hình thì ban đầu bé có hai cái hàm răng nó khá là chìa, đặc biệt là hàm trên chìa ra rất nhiều so với hàm dưới. Thì chúng tôi thấy rằng là bé có nhô xương ổ hai hàm và khớp cắn của bé chưa được chuẩn. Ngoài ra thì các răng cũng khớp khểnh. Chúng tôi đã quyết định là nhổ 4 răng 4 để kéo lùi đóng phản, vừa là dàn đều và vừa để giảm hô cho bệnh nhân. Các bạn có thể quan sát đó. Đây là một ca niềng răng mà Hoàng Bình đến với chúng tôi là bạn hơi nhô nhẹ hai hàm. Đó, thì sau khi mà niềng răng xong thì đã đàn đều chắc răng cho bạn đấy, đan khớp cho các bạn và giảm hô cho bạn, cho Hoàng Bình. Đó, các bạn có thể quan sát khớp cắn kết thúc rất là đẹp rồi, các răng, trục răng rất là khéo léo, đẹp đẽ rồi. Đó, lợi vẫn đang còn hơi chút viêm nhẹ các bạn nhé. Những này hiện tượng là sinh lý bình thường của quá trình các bạn niềng răng, không nên quá là lo lắng. Sau khi mà tháo mắc cài các bạn sẽ phục hồi rất là nhanh chóng mà thôi. Đó, tí các bạn sẽ xem ảnh chụp ngoài mặt trước và sau để chúng ta sẽ đánh giá kỹ hơn cái thẩm mỹ ngoài mặt, cái điều này rất là quan trọng. Hay là nét cười của bạn trước và sau chỉnh ra sẽ ra sao? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm